những cái điều, những cái thử thách trước mắt mà bản thân tôi thấy bản thân tôi phải trở thành một nhà lãnh đạo để mà giải quyết những thử thách này. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Thứ nhất là chúng ta thấy là năm 2010 chúng ta thấy là cái cơ hội của cái việc phát triển này nằm ở đâu? Tại vì các anh chị đây là các chị đã từng đi làm rồi, các chị đã là đang là sinh viên chuẩn bị bước vào đời, đang tìm cho mình những cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống, phải không ạ? Thì những cái phần mà tôi chia sẻ đây có thể là một trong những cái phần cảm hứng cho các anh chị để các anh chị hòa mình vào cuộc sống. Năm 2000 thống kê của UNDP năm 2010 thì thấy là chi 10.6 ngàn tỷ USD vào các chương trình phát triển. ODA Việt Nam năm 2011 là 7.9 tỷ USD và chi vào những cái vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Và tất cả những vấn đề này đều có liên quan đến đề phát triển xã hội. Bản thân tôi từng tham gia những cái dự án, chẳng hạn dự án cầu Cần Thơ. Các chị tưởng tượng cầu Cần Thơ, tại sao phải có vấn đề phát triển xã hội? Tôi phải xách cái những cái tờ đi nghiên cứu để xem coi là xây cái dự cầu Cần Thơ nó có ảnh hưởng đến việc lan tràn HIV ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Và cuối cùng tôi được chính phủ Nhật Bản và ký kết đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phải chi 170.000 đô la để mà tài trợ cho cái tiền bảo vệ công nhân khỏi bệnh HIV, các chị thấy không? Chứ là cái còn thơ. Bản thân tôi bị sốc. Thì đấy là những cái vấn đề mà là cho nên từ đó thì Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã ra được một cái chính sách là tất cả những dự án từ 10 triệu đô la trở lên phải có cái mạng HIV. Và mạng HIV liên quan cái vấn đề anh vừa nói là cái vấn đề là mất lòng tin giữa người nam và người nữ hoặc là bạn tình với nhau thì chút xíu tôi nói phần đó. tôi phát triển, tôi sống lên và tôi phải giải quyết những vấn đề mất lòng tin giữa hai người đó. Lãnh dự HIV tại Việt Nam năm 2008 đã chi 108 triệu đô la, năm 2009 tiếp tục chi 103 triệu đô la cho lãnh dự HIV thôi mà chúng bà tôi đang làm, và 88% từ các nguồn nước ngoài. Đây là cái phần của lịch trình. Tôi hòa nhập vào cái mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam mình, hòa nhập cùng với các cái tổ chức phi chính phủ, đó là gì? Đói nghèo, xóa đói nghèo, phổ cập giáo dục, tăng cường bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ, nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em, ngăn chặn HIV, sốt rét và các bệnh truyền dịch, bảo đảm bền vững môi trường và xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu. Đây là mục tiêu thiên niên kỷ. Việt Nam đã đạt được một số cái mục tiêu này và một số cái mục tiêu chưa đạt được, chẳng hạn vấn đề HIV chưa đạt được, và cho nên tôi thấy tôi có cái vai trò trong phần này. Chẳng hạn các chị thấy đói nghèo, UNICEF thống kê ở Việt Nam 30% trẻ dưới 16 tuổi vẫn trong cảnh gọi là nghèo cùng cực, và 30% trẻ dưới 5 tuổi những suy dinh dưỡng mãn tính từ lúc lọt lòng, tức là nó ảnh hưởng tới vấn đề là bị lùn, bị teo và bị ảnh hưởng tới cái thể chất và trí tuệ, đối nữa mà không có thể ăn được và suy dinh dưỡng cung cực. Phụ nữ bình đẳng nam nữ thì chúng ta thấy là gần đây thì UN thành lập một cái tổ chức gọi là UN Women, thấy là phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi, lương thấp, ít cơ hội nghề nghiệp, trình độ kiến thức, bạo lực gia đình, vấn đề buôn bán phụ nữ xảy ra rất nhiều với những người phụ nữ và nó vẫn liên quan đến những bệnh truyền nhiễm. Các chị thấy HIV là lĩnh vực mà tôi đã sống và làm việc với nó 15 năm qua. Các chị thấy từ năm 1990 cho tới năm 2010 là năm nay, HIV dù dự đoán ở cái gọi là cái scenario cao vừa hay thấp đều gia tăng không ngừng, và năm 2012, tức là bắt đầu từ tháng 2012, dự đoán ở Việt Nam có khoảng 280.000 người nhiễm HIV. Bây giờ cái số lượng biết được là 178.000 biết được, tức là trên sổ sách giấy tờ có. Thì các chị sao 20 năm can thiệp HIV vẫn còn gia tăng, và cái chi phí điều trị cho một cái trường hợp HIV trong một năm ở Việt Nam là một người là tệ gì cũng phải 600 đô tiền thuốc, chưa kể cả một cái hệ thống
chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống đi song song với hệ thống y tế công cộng để mà giải quyết vấn đề này. Thì một năm cần khoảng gần 200 triệu đô la để cho người đó uống thuốc để mà sống thôi. Một năm ấy, mà uống thuốc HIV là phải uống thuốc suốt đời. Và các chị lưu ý là các cái mục tiêu thiên nhiên tôi mới review là nó áp dụng ở Việt Nam, áp dụng ở các nước đang phát triển, thì nó tạo cho ta cho các chị một cái cơ hội để các chị tham gia. Và đó là cơ hội gì? Các chị cống hiến. Cống hiến. Thứ hai là các chị tưởng thưởng. Trong sống này chỉ có hai điều thôi. Một là mình cống hiến, hai you give and you get and you die. Đúng không? Mình cho hết sức mình lấy là hết tất cả gì mình cho thì mình chết. Lúc nào bản thân tôi cũng nhắc nhở cái điều này là bước vào một tổ chức này và đội chúng ta đó tôi làm việc, tôi sẽ làm everything I can nhưng mà I get everything you pay. Các cơ hội đây là gì? Ở Việt Nam chúng ta những cái điều luật đã xây dựng rất là khá tốt rồi. Cho nên bây giờ chúng ta trong giai đoạn này để mà tăng cường thực hiện cái luật pháp chính sách, luật về chống tham nhũng, luật chống phân biệt đối xử phụ nữ, luật phòng chống AIDS, luật bảo vệ trẻ em, luật về môi trường nhân dân, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để trở thành một phần của việc giám sát vấn đề xây dựng luật đó. Có cơ hội đó là gì? Đó là chúng ta ở đây chúng tôi nói về vấn đề cá nhân, đó là gì? Các chị có vấn đề xã hội quá, cái vấn đề đáp ứng những cái vấn đề xã hội, tức là nhà nước không còn kiểm soát nữa mà để cho chúng ta tự phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể tự thành lập một cái công ty giống như bạn thân tôi, hoặc là những cái tổ chức xã hội dân sự, những hợp tác xã, những cái doanh nghiệp xã hội, các tổ chức công nghệ, trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp nhân dân. Giống như tôi hiện tại đang cộng tác với quỹ MAC Foundation, tức là quỹ làm về cosmetic, tức là mỹ phẩm, thì họ thành lập cái quỹ và họ nói một câu như này: mỗi ngày ở quỹ MAC Foundation là ngày phòng chống AIDS, tức là ngày nào họ cũng xem như là ngày 1 tháng 12, và họ giờ Việt Nam họ quyết định là họ cùng hợp tác với tôi để mà xem coi là sẽ tài trợ và hỗ trợ Việt Nam trên những cái mảng nào. Và tôi sau 15 năm làm việc, tôi đã rút ra được một bài học như thế này, là tôi thấy là cái vấn đề phát triển xã hội là một ngành công nghiệp, và ngành công nghiệp này không khối. Nó là chúng ta nào giờ chúng ta nghe cái từ phát triển xã hội từ thiện, chúng ta nghe nó là chỉ đem tiền cho, chỉ biết xài tiền, điều đó hoàn toàn sai lầm. Và chúng ta phải biến cái việc này thành một cái ngành công nghiệp, một cái business rất là nghiêm túc, chúng ta mới thay đổi được xã hội. Và chính vì vậy mà tôi lúc nào tôi muốn phấn đấu để trở thành một leader, một người nhà lãnh đạo, để học cùng các thầy ở đây để trở thành một cái nhà lãnh đạo giống như chúng ta phải là be your own chairman để trở thành một nhà lãnh đạo. Cơ hội nằm ở đâu? Chúng ta có rất nhiều cơ hội bằng tiền, chúng ta đang nói bằng tiền, tại vì các chị đây là quan tâm tới vấn đề là phát triển tiền ngân sách, thì đó là gì? Ngân hàng thế giới hàng năm chi mấy cả trăm triệu đô la ra cho Việt Nam mình để phát triển. Các tổ chức song phương, đa phương, tổ chức phi chính phủ, quỹ trách nhiệm xã hội, quỹ khác rất là nhiều. Và họ cần cái gì? Họ cần cái khả năng lãnh đạo. Họ càng cần khả năng lãnh đạo. Chúng ta phải lãnh đạo từ bản thân chúng ta. Chúng ta phải giữ lời hứa. Chúng ta phải hoàn thành những việc từ nhỏ cho tới lớn, xem tất cả mọi thứ đều nghiêm túc liên tục, thì chúng ta mới trở thành những nhà lãnh đạo được. Chúng ta phải lãnh đạo cộng đồng chứ không phải là chỉ lãnh đạo quốc hội hay là lãnh đạo những cái tổ chức lớn, chúng ta lãnh đạo những cộng đồng của chúng ta. Và chúng ta phải là người lãnh đạo toàn diện, mang đến kết quả kinh tế, phát triển nhân sự và tập hợp được cái cộng đồng mình. Chẳng hạn như sắp tới chúng tôi phải chạy một cái dự án 25 triệu đô trong vòng 5 năm của chính phủ Mỹ, chỉ để tập trung vào vấn đề lãnh đạo trong vấn đề HIV/AIDS mà thôi, tức là tập hợp lại từng nhóm thiểu số, nhóm người có H, nhóm người thanh niên, nhóm trẻ, để mà tăng cường sự lãnh đạo của họ, để họ nắm cái đáp ứng về HIV cho Việt Nam. Một cái nữa mà trong cái khối phát triển xã hội vô cùng cần các anh chị, đó là gì? Là cái tính quản lý hiệu năng cao, tức là high efficiency. Tất cả những cái tổ chức làm về phát triển thì tại cái efficiency nó rất là thấp. They need you. Họ cần các anh chị đại học kinh tế, tất cả những học nước ngoài về bước vào để giúp đỡ họ để mà
nâng cái efficiency lên, và từ cái efficiency đó sẽ hỗ trợ họ cái cost effective. Tôi cũng chia sẻ một cái thí dụ là cách đây khoảng gần 7 năm 8 năm thì anh John Woods mình rất là có cơ hội được làm việc với ông trong một cái dự án về giáo dục cho trẻ em. Thì anh là cựu giám đốc điều hành Microsoft của China và Asia. Sau một lần đi Nepal đi nghỉ ở Nepal về thì anh quyết định anh rời Microsoft và anh viết một cuốn sách gọi là và anh thập lập một tên nhất là Room to Read, tức là mang sách mang cái giáo dục, mang lại tất cả những cơ hội giáo dục cho trẻ em ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Á và Thái Bình Dương ở châu Phi. Thì anh này là cựu giám đốc đang gọi là raising executive của Microsoft và anh đi thành lập cái tổ chức này và anh có một cái show được Oprah Winfrey giới thiệu và được tổng thống Bill Clinton đỡ đầu về cái tổ chức của ảnh. Và ảnh mang tất cả những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của một executive của Microsoft để mà quản lý một tổ chức gọi là làm về phát triển xã hội. Anh chị thấy nó phát triển không, nó phát triển không thể tưởng tượng nổi, và nó mang lại cái sự thay đổi một cách toàn diện cho những cái nước mà ảnh đi tới giúp đỡ. Thì qua cái bài này thì cái thông điệp của mình muốn là gì, là các anh chị nhìn cái vấn đề xã hội là một cái vấn đề là một cái business rất là nghiêm túc, và các anh chị hoàn toàn có thể đóng góp được và làm về các anh chị có thể sống được nhờ nó, và đó là một ngành công nghiệp rất là nghiêm túc. Chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới có cái chương trình là Young Professional, các anh chị nào dưới 35 tuổi có một bằng MBA hoặc là một cái bằng tương tự, các anh chị làm học về economics, các anh chị học về finance, các học gì hoàn toàn các anh chị có thể đi theo chương trình này và các anh chị sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của World Bank, quản lý trung tay bao nhiêu tiền để mà làm bao nhiêu cái chương trình phát triển, được không ạ? Thì đó là cái thông điệp mà mình muốn gửi cho các anh chị ở đây. Thì rất là cảm ơn ban tổ chức TED Mekong để giúp đỡ Hùng có cái cơ hội để mà chia sẻ các chị trong đợt này. Còn nữa là Hùng được đặt tên là Hùng Sida, và các chị thấy đi ra đường là các chị thấy như cái biểu biệt hiệu là khi tư vấn chúng tôi là tri kỷ, khi mà là tri gia, khi tâm sự chúng tôi là tri kỷ, rồi bảo con số này kia là mình và một số các bạn đã đứng phía sau lưng đó. Các anh chị nào có nhu cầu có cần có chị tư vấn về cái đề sử dụng về HIV về những